Nam diễn viên Đài Loan bị tố xâm hại thiếu niên 17 tuổi. Sự việc Viêm Á Luân bị tố quấy rối, xâm hại tình dục một thiếu niên 17 tuổi đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Ngày 20 tháng 6, NTTODAI đưa tin tài khoản mạng xã hội lên tiếng tố cáo Viêm Á Luân quấy rối, xâm hại tình dục một thiếu niên 17 tuổi. Người này còn đăng tải tin nhắn trao đổi vụ việc giữa nạn nhân với nam diễn viên xứ Đài. Trong tin nhắn, Viêm Á Luân cầu xin nạn nhân âm thầm giải quyết mọi chuyện. Nam diễn viên cho biết không đủ dũng khí để thừa nhận hành vi sai trái của mình trước tòa. Anh liên tục năn nỉ nạn nhân đồng ý với thỉnh cầu của mình. Tuy nhiên, nạn nhân không muốn hòa giải, để yên chuyện xấu của Viêm Á Luân. Người bị Viêm Á Luân hại đời kiên quyết nhờ pháp luật can thiệp. Ngô Diệc Phàm bị tạm giam rồi, mong người tiếp theo sẽ là anh. Tất cả những gì anh đã làm, anh có biết nạn nhân phải mất bao thời gian mới có thể chữa lành những tổn thương được không? Tôi nghĩ anh không bao giờ biết đâu, anh đừng đóng giả là người tốt hơn. Phán của anh là những người tốt bụng và lý trí, anh thật sự không xứng đáng với họ. Người tố cáo viết đồng thời tác tài khoản của các công ty âm nhạc lớn cũng như công ty quản lý của nam ca sĩ Viêm Á Luân. Hiện, bê bối tình dục của Viêm Á Luân nhận được sự chú ý của công chúng. Nam diễn viên vẫn giữ im lặng trước cáo buộc hướng đến mình. Phong trào Me Too bùng nổ tại Đài Loan, Trung Quốc, sau khi loạt phim thuộc đề tài xã hội như Khoảng cách giữa chúng ta và Cái ác, Con của bạn không phải con của bạn. Chính trường nổi sóng gây tiếng vang. Giới giải trí Đài Loan cũng không ngoại lệ khi nhiều nạn nhân bị người nổi tiếng lạm dụng tình dục lần lượt lên tiếng tố cáo. Trước Viêm Á Luân, diễn viên Hứa Kiệt Huy, Hậu Thăng hay Hoàng Tử Giảo đều bị vạch trần hành vi sai trái với phụ nữ. Họ đều thú nhận lỗi lầm và chịu sự tẩy chay từ công chúng. Viêm Á Luân sinh năm 1985, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của showbiz Đài. Anh từng là thành viên nhóm nhạc Phi Luân Hải. Bên cạnh ca hát, Á Luân đóng nhiều phim như Tử Thần Thiếu Nữ, Thơ Ngây, Thiên Thần Ánh Sáng, Bảy Người Bạn. Năm 2018, Viêm Á Luân thừa nhận mình là người đồng tính. Minh Hoa, T, H.